Em làm gì vậy? Làm gì mà bày sách ra dữ vậy nè? Rồi còn ngoăng ném lung tung, xém xíu là vô mặt chị luôn á. Em đang tìm tòi bí quyết mà thôi, giờ không biết đâu. Bí quyết gì chứ? Em cứ nói đi, biết đâu chị giúp được em sao? Bí quyết giúp trẻ mãi không già đó chị. Bí quyết trẻ mãi không già hả? Trời ơi, cái đó không có ở trong sách đâu. Vậy chứ đâu mới có. Chị nói đi, em cũng tìm hết. Bí quyết trẻ mãi không già đúng không? Chắc chắn một chỗ này sẽ có. Đó là hỏi ông trời. Lên trời có hả? Rồi, em đi đây. Ê, nhớ. Trời đất ơi, tôi nói giỡn thôi mà. Cái gì vậy? Nghĩ sao mà bay lên trời mà hỏi cái vụ này chứ? Thiệt tình luôn cái bạn nho này. Nắng nóng này chắc mình quéo luôn á. Hay da, nóng quá. Thiệt tình luôn á đất tôi khỏe. Mấy bữa nay thời tiết nóng nực quá, chịu không nổi luôn, nắng nóng mà tới mức mà nè, đất tôi khỏe coi nè, thiếu điều cháy da luôn á. Thời tiết thất thường thì mình phải chịu thôi ốc thanh dân. Gì? Nóng lắm hả? Lên trời mà than với ông trời kìa chị ốc. Hả? Xác ướp? Xác ướp? Xác ướp gì chứ ốc thanh dân? Là nho bị khô đó. Ồ, là em hả nho? Ở cái gì mà em khô quắc khô queo vậy? Chị ốc còn hỏi, chính chị bảo em là lên trời tìm cách để trẻ mãi hỏng già. Bay lên có một đoạn nắng là em khô queo, thành nho khô luôn rồi. Con đừng lo lắng như vậy. Thật ra nho khô có giúp người ta dễ bảo quản, dễ sử dụng. Đặc biệt là mặc dù nho khô nhưng nó vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng của nho đó nha. À đúng đúng rồi đó, đốc tôi khỏe. Ốc nghe nói là bây giờ người ta làm cái công nghệ gì mà sấy nóng thực phẩm gì đó, thành ra là nho khô cũng ngon mà còn tốt cho sức khỏe nữa. Tốt là tốt chỗ nào? Dạ ốc nói cho em nghe thử coi. Em hỏi khó chị quá nho. Mấy cái vụ chuyên môn phức tạp này, em nhìn chị em hỏi chị làm chi? Em quay qua em hỏi đốc tôi khỏe kìa, lẹ hơn á. Thôi để ta giải thích cho thanh dân và tất cả mọi người cùng hiểu luôn nha. Đúng, đúng quá luôn. Đốc tôi khỏe nói đi. Thứ nhất, nho khô là thực phẩm chống lão hóa và bảo vệ da hiệu quả dưới tác hại của ánh nắng mặt trời, rất hữu hiệu vì chứa nhiều chất chống oxy hóa, các thành phần dinh dưỡng và đặc biệt là chứa nhiều collagen. Thứ hai như thế nào đó tôi phải nói luôn đi. Thứ hai á là nho khô chứa nhiều sắt, hỗ trợ quá trình lưu thông máu trong cơ thể rất là tốt, nên tốt cả cho bà bầu nữa. Đốc tôi khỏe, nho mà có tới giá trị thứ ba luôn hả đốc tôi khỏe? Tất nhiên là có rồi, nho khô giúp cho răng nướu chắc khỏe và cả giúp tóc ống mượt. Vì trong cơ thể em có chứa acid linoleic giúp ngăn ngừa mảng bám và sâu răng. Ngoài ra thì con còn giàu vitamin C nè, canxi giúp cho răng luôn chắc khỏe, tóc thì không những khỏe mà còn ống mượt. Hay nha, không ngờ nha, nho mà quá trời giá trị cho cơ thể con người luôn. Cái kiểu này thì chắc là nho, em có thể em mời họ hàng anh chị em của em tới đây á, chị sẽ làm một tour du lịch á để cho cả gia đình em lên thăm ông mặt trời ít hôm nha, về là tốt liền à. Em không chịu đâu. Thôi, đừng có hù nho khô nữa. Muốn ăn nho khô tốt nhất á, nên chọn nơi sản xuất uy tín để đảm bảo an toàn thực phẩm. Em nho khô, thực sự là em rất là tốt mà, cho nên em phải tự hào về mình đó nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm biệt quý vị khán giả nha. Ốc Thanh Vân, Đốc Tơ Khỏe và Nho Khô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Tạm biệt.